không? Không ở đây ăn cơm thì đi về qua nhà ấy. Về có mẹ à bảo. Nhớ là chuẩn bị cho mẹ bộ quần áo, xong thì anh Hùng ra, anh Hùng cầm ra cho mẹ. Xong mẹ ở nhà chơi thì ở ăn cơm thì xong mẹ thì ở xong mẹ về học bài, sáng mai đi học không? Chiều mai học. Thì về nhà không sớm, không đi đường tối thì thôi nhá. Chị bảo đi đến cái đoạn này là có cái ngõ quơ và gì đấy này. Thì đi với ngõ đấy cho nó đỡ xe, đi thẳng ra đầu là ngày nó nhiều xe ô tô to nó quơ, hiểu chưa? Nó góc nó khuất, nó ba vào người nhá. Biết đi đường cái lắm hay không? Dịch đây ra một tí nhá. Chỗ cái đường đi quơ nó có cái ngã ba to. Cái nhà mới ở ngay đây này. Ngay đây đi từ đây ra lật cái ngõ ba bên tay phải thôi. Em cứ đi thẳng theo cái dọc đường này, cứ đi thẳng nhá, không rẽ đâu cả. Cứ đi thẳng. Theo cái đường đấy là ra đến đường to thì đây đường to để rẽ sang, rẽ xuống này là đi thẳng lên nhà mình. Chào gì à?